Yo, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là thầy này. Ok, thì hôm nay quay trở lại mình sẽ review về bài ha. Thì hôm nay mình có mua hai bộ bài đây. Thì người ta vừa ship tới cho mình luôn. Bây giờ mình sẽ khui ra luôn. Đây nè, đây là sẽ có tên của mình. Tên của mình đây. Và trên đây là cái địa chỉ của shop nè. Kẹt shop. Đó. Địa chỉ của mình nha. Còn tên của shop là Kẹt shop nha. Đó, thì cái shop này mình vừa biết được, mình vừa làm quen được ở trên Facebook. Thì mình shop này là mới mở. Và mình thấy là shop đang bán giá bài rất là rẻ luôn, đang khuyến mãi cho mình rất nhiều. Bài giảm giá quá trời. Mua hai bài này cực rẻ nha. Mình coi trên trên group, trên nhóm mình thấy bán là 200 mấy, 180 đó. Bài này bán cho mình có 130 à. Quá rẻ đúng không? Rồi, thì bây giờ mình thui ra ha, thui ra thử ha. Coi là hai này hai bộ bài gì. Ok. Cắt hơi sâu. Đây, bài đây. Đó là này giờ để lót thôi. Ok. Mày lấy hai bài chưa? Wow. Đó, đây là cái kẹt của shop nè. Facebook nè, cái đây là cái Facebook của shop nè các bạn có thể vào Facebook này nè. Các bạn liên hệ với cái người này mua bài nha. Thì cái admin của cái group này tên là Khoa Ngô nha các bạn. Các bạn liên hệ với bạn Khoa Ngô để mua, hoặc liên hệ với bay kẹt bài tây này để mua bài nha. Giá cực rẻ luôn. Ok. Đây là hai bộ bài mình mua đây các bạn. Wow. Ok, thì bây giờ mình sẽ khui thử một bộ ha. Này tạm thời cho qua một bên đi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái tấm thảm lên. Đó. Bài. Ok, thì bây giờ mình sẽ khui một bộ trước. Thì cái bộ này là bộ Big Red Bat. Thì cái bộ này nó là cái bộ màu xanh lá nha. Cái bộ, nó giống như là cái bộ thường các bạn phổ thông các bạn hay mua về tập, mà nó giá nó khoảng là tầm 80-90 á. Nhưng mà cái bộ này thì giá nó sẽ cao hơn một chút, là khoảng 130-150. Thì mình mua được cái bạn này là 130. Thì cái giá này là giá rất rẻ rồi. Đó. Cái bộ này thì 130. Đây là 2019. Đây là thông tin của cái hộp cái bài này. Quanh hộp. Thì cái bộ này mình có coi review sơ qua thì mình thấy là ô chết rồi, mình cách sâu quá dính vào bài luôn. Toàn. Không sao. Ok, thì cái bộ này mình có coi review sơ thì mình thấy nó có bên trong nó sẽ có là thêm cho mình một vài lá gáp gì đó. Giờ mình khui thử coi nó như thế nào. Còn cái bộ mà các bạn mua mà diện thường á, cũng như bộ này, ví dụ như cái bộ này. Đây. Cái bộ này thì giá của nó chỉ tầm 80-90 thôi. Thì cái bộ này là cái bộ phổ thông nè. Cái màu này với cái màu xanh dương á, là cái màu phổ thông, thì giá của nó 80-90. Còn cái màu này nó sẽ mắc hơn, nó tới 100 mấy bộ lần. Đó.
Cái bọt này của mình nó là Lucil nè, là nó siêu, nó màu xanh, giấy cực ngon luôn. Cái bọt này mình được tặng. Cái này thì nó sản xuất 2015 nè, còn cái này là 2019 nè. Đây. Rồi. Chưa khui được bài. Ok. Cái bọt này nãy mình cắt vô bình, mình cắt sâu quá, nó dính vô vào bài luôn rồi, không biết sao đây. Chà. Bọc tem nào. Ok. Nhân vật chính của chúng ta đây, rất đẹp. Đó, thấy chưa, nó cho mình lá ghép nữa, thấy chưa, nó cho mình là một lá một mặt xanh, một mặt hồng. Nếu mà mình mua thêm một bộ hồng nữa thì mình diễn kết hợp được, hoặc cái bộ này không cũng được. Rồi lá này hai mặt không có gì luôn, và một lá là trắng hoàn toàn. Đó, lăng trắng. Muốn 130 thì bộ này như vậy là quá hợp lý rồi. 150, 130 gì đó, nói chung là nó sẽ tùy vào thời điểm nha các bạn. Giống như bây giờ là cái bạn này mình mua nè, là bạn đang sale, bạn đang giảm giá. Còn nếu mà không giảm giá thì mình nghĩ chắc tầm 150 thôi. Đó, còn thấy có những shop mà bán tới 180.000, 200 mấy chục nghìn, các bạn đừng nên mua nha, đánh mắt á. Đó. Đây là hai con Joker nè. Joker thì bộ bài này nó chỉ cho mình có một lá thôi, nó không cho mình hai lá Joker. Và bên trong thì thiết kế giống như là cổ điển rồi, nó là dạng cổ điển rồi, không có gì khác biệt, chỉ khác biệt cái màu đằng sau này thôi, màu xanh lá thôi. Ok, rất mượt. Lý do mà mình mua cái bộ này là do mình thích cái màu xanh này, mình thích cái màu xanh lá, cho nên là mình quyết định mua bài này. Mình thích nó lâu rồi, bây giờ mình kiếm mới thấy người bán là mình mới mua nè. Đó, bài rất là tuyệt vời. Thì ở đây nó cho mình mấy lá này mình có thể kết hợp diễn được các bạn. Ví dụ như cái lá trắng thì mình cho fan ra, mình trắng ra, sau đó là mình collagen nó chẳng hạn. Đó, xong cái mình fan bình thường lại, là nó được một cái chất rồi đó. Rồi cái lá này thì mình sẽ có một cái trò giống cái lá này như thế này nè. Mình sẽ làm dấu lá vậy, nhét vào giữa bài như thế này. Rồi sau đó nhét lá thứ hai đẩy vào, thì cái lúc này khán giả nhìn vào người ta sẽ nghĩ là mình nhét vào giữa bài. Khi mình búng tay một cái thì cái lá bài của khán giả nó sẽ lên trên đầu bài như thế này. Đó, nhờ cái lá này. Đó, một chích. Cái lá này mình cũng biết một chích là hay lắm. Rồi để mình nhớ coi như thế này, cái đầu cho mình sẽ ốp như thế này, sau đó mình cắt bài như thế này. Rồi chọn một lá ngẫu nhiên như con sáu chuồng đi, sáu chuồng. Được. Rồi. Nó búng tay một cái hoặc là làm gì đó một bài nó sẽ đổi màu, và bạn thấy là giữa bài sẽ có một lá màu hồng. Thì đó, giả lá màu hồng lên, cả bộ bài nó là màu xanh hết, và cái lá màu hồng này là con sáu chuồng đúng không, xe nhìn cái nó biết màu xanh luôn. Đó, thì cái đây lại là cái trò nó như vậy, tại lâu quá mình không diễn trò này mình cũng quên bãi rồi. Đây để mình nghiên cứu lại rồi mình chia sẻ sau. Rồi ok, thì bộ bài này nó chỉ có như đây thôi, nó chỉ như vậy thôi. Nó khác cái bộ bài mà 80-90 á, cái bộ bài màu đỏ nãy á, là nó có cho mình hai cái lá hai mặt như thế này.
một cái lá màu trắng với một lá hai mặt giống nhau nữa, giống màu đó, một con checker giấy nó vẫn mượt như là mấy bộ kia, không khác gì, cầm xuống tay lắm đó. Ok, bộ bài này rất là tuyệt vời, mình thích cái màu xanh lá này. Rồi, video mình tạm thời kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha. Đón xem những video tiếp theo của mình. Ok, bây giờ chào tạm biệt các bạn. Bye bye.